5 thực phẩm rất là giàu collagen mà các chị em phải lưu ý ngay nhé. Thứ nhất là nước hầm xương. Mặc dù nước hầm xương ấy thì không phải là cái nguồn cung cấp collagen hiệu quả nhất và có nguy cơ làm tăng mỡ máu, nhưng mà nước hầm xương ấy là một cái nguyên liệu rất là dễ làm, dễ chế biến món ăn và nó chứa cực kỳ nhiều collagen dạng sinh học, dễ chuyển hóa vào cơ thể và nó có thể sử dụng ngay lập tức. Thứ hai đấy chính là những cái biện pháp mà chúng ta dùng thêm những cái thực phẩm chức năng hay là những cái viên uống thì mọi người có thể bổ sung thêm những cái viên uống mà nó có estrogen từ thực vật thì nó sẽ khá là an toàn và lành tính. Ví dụ như là Thu có thể kể tới là mầm đậu nành này, rồi sâm tố nữ này, hoa anh thảo hay là omega 3 thì nó cũng sẽ bổ sung một phần nào. Thứ ba đó chính là cánh gà hay là thịt lợn. Khi mà chúng ta cắt cái con thái hay là chặt con gà ra thì chúng ta sẽ thấy là những cái sợi collagen liên kết rất là chặt, thì hoàn toàn là chúng ta có thể bổ sung thêm collagen từ cánh gà, mì lợn hoặc là da của các loại động vật thì cũng có khá là nhiều collagen và nó cũng giúp cho chúng ta tạo ra những cái loại acid amin để tạo thành collagen. Thứ tư là trứng. Trứng thì vô cùng phổ biến và dễ tìm, dễ chế biến và dễ ăn. Và trong lòng đỏ của trứng thì nó có chứa nhiều protein và các chất dinh dưỡng khác như là vitamin A, B, acid amin giúp tăng cường chuyển hóa collagen cho cơ thể. Thứ năm, rau xanh đậm như là súp lơ này, cải thảo, măng tây, bông cải xanh và rau chân vịt thì nó có chứa rất là nhiều kẽm và chất chống oxy hóa khác. Ngoài các loại rau có màu xanh đậm ấy thì các loại rau có màu đỏ như là cà chua này, ớt chuông, dâu tây, dưa hấu, liu nó cũng là nguồn cung cấp vitamin A, E và lycopene rất là lớn. Trên đây thì Thu đã vừa chia sẻ cho các chị em là 5 cái loại thực phẩm mà nó có thể giúp tăng sinh collagen, giúp các chị em trẻ hóa, lấy lại thanh xuân và càng ngày càng trẻ đẹp. Thì các chị em đã ăn cái gì rồi, hay là có thực phẩm nào mà các chị em thấy càng ăn nó càng trẻ thì comment xuống cho Thu được biết nhé.